tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ. Vui mừng gặp mặt các điển hình tiên tiến của thành phố Cần Thơ tại Phủ Chủ tịch và dịp chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ và đánh giá cao thành tích phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm một năm, thu nhập bình quân đầu người không ngừng nâng cao. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong nhiều năm qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành tựu chung của đất nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước đánh giá Cần Thơ đang là một thành phố trẻ vươn mình, không ngừng phát triển mạnh mẽ, đi đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trở thành điểm đến của vùng đồng bằng sông Cửu Long của đất nước mà còn là điểm đến hấp dẫn ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh đất nước ta đang ở trong giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn xa, khát vọng lớn, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Chủ tịch nước chỉ rõ đây là khát vọng to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Muốn đạt được kỳ vọng này đòi hỏi mỗi người dân ở mỗi địa phương, vùng miền, mỗi vị trí công việc khác nhau phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để từ đó tạo ra thêm nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến, tham gia ngày càng tích cực, đóng góp nhiều hơn và quan trọng hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Chiều ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Haneda của Tokyo, Nhật Bản, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiro, Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Shimada, liên lạc viên của Thủ tướng Nhật Bản Hiroto, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Dự kiến trong chuyến công tác, cùng với việc tham dự các hoạt động hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không ASEC do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự hội nghị. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản, thăm địa phương của Nhật Bản, làm việc tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản. Và ngay sau khi tới Nhật Bản trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Gunma. Tại đây, thì Thủ tướng đã gặp Thống đốc của tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, tọa đàm cùng Thống đốc và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, cũng như thăm công ty cổ phần Shibata Gosei. Tỉnh Gunma nằm ở vị trí trung tâm Nhật Bản, cách Tokyo 120 km về phía Tây Bắc, là quê hương của 4 vị Thủ tướng Nhật Bản. Hiện có 45 doanh nghiệp tỉnh đầu tư vào Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại đây có khoảng 12.000 người. Gặp ngài Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, ấm áp, chân thành mà tỉnh Gunma dành cho đoàn đại biểu Việt Nam. Chúc mừng tỉnh Gunma đã đạt được những thành tựu phát triển rất quan trọng. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hà Nam của Việt Nam và tỉnh Gunma, Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ cũng đến thăm khu giao lưu với người dân của tỉnh Gunma. Đây là nơi người dân và chính quyền có thể gặp gỡ để trao đổi, kiến nghị và thảo luận, giải đáp các vấn đề cùng quan tâm bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cùng Thống đốc Yamamoto Ichita dự cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Gunma, Thủ tướng đã thông tin về các yếu tố nền tảng, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lâu dài hiệu quả tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gunma nói riêng và doanh nghiệp Nhật Bản nói chung tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp tỉnh Gunma cũng đã giới thiệu về các thế mạnh và tiềm năng hợp tác, đồng thời bày tỏ quan tâm và mong muốn đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị, linh kiện, thực phẩm, hóa chất, khoa học công nghệ, tài chính, du lịch, giải trí, dịch vụ, phân phối, bán lẻ. Chiều cùng ngày thăm công ty Shibata Gosei và động viên lao động Việt Nam đang làm việc tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng khi biết có nhiều kỹ sư, nhân viên Việt Nam đang làm việc chăm chỉ tại công ty, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong việc chế tạo thiết bị tự động hóa, chuyển đổi số của công ty.
Thủ tướng mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục tiếp nhận thêm lao động Việt Nam, luôn quan tâm tạo điều kiện để lao động người Việt Nam được nâng cao tay nghề, được học hỏi những công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, động viên các lao động người Việt Nam. Thủ tướng mong mọi người luôn đoàn kết, nỗ lực học hỏi để nâng cao tay nghề. Tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản cần được thể hiện ngay trong nhà máy. Người Việt Nam và Nhật Bản cùng chung sức đồng lòng trong công việc vì sự phát triển của bản thân và vì sự phát triển của doanh nghiệp. Ngày hôm nay, Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự đại hội. Mục đích hoạt động của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhằm phát triển phong trào tập luyện thi đấu các môn thể thao trong Công an Nhân dân để rèn luyện sức khỏe, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát triển và nâng cao thành tích, vị thế của Thể thao Công an Nhân dân nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung. Đại hội đã thảo luận thông qua điều lệ phương hướng hoạt động của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028, thông qua nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển thể thao Công an Nhân dân có chiều sâu, rộng khắp cả nước, đóng góp tích cực vào nền tảng thể thao Việt Nam. Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã bầu ra Ban Thường vụ Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt tuyên dương và trao tặng huân chương lao động cho các em học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động cho 16 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế năm học 2022-2023. 9 học sinh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. Chúc mừng thành tích xuất sắc của các em, Phó Chủ tịch nước tin tưởng với khởi đầu quan trọng này, các em học sinh đoạt giải sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để chinh phục các đỉnh cao tri thức nhân loại, đồng thời rèn luyện thể lực, kỹ năng thực hành để trở thành người có phẩm chất, năng lực toàn diện, sớm tìm được định hướng, hướng đi phù hợp để có điều kiện cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Phó Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nhân dịp lễ Giáng sinh, chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và các vị chức sắc Hội đồng Giám mục Việt Nam, thăm chúc mừng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Cùng đi còn có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Thăm tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc một mùa Giáng sinh đầy hồng ân của Thiên Chúa, năm mới 2024 an lành hạnh phúc. Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã chỉ đạo hướng dẫn các chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân trong việc tham gia các phong trào do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, cũng như huy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những người khó khăn vì sự bình an hạnh phúc của cộng đồng, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước. Tổng Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Công giáo, chia sẻ niềm vui khi đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế và đối ngoại, khẳng định đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục góp sức cho sự phát triển chung của xã hội. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được gọi tắt là Quy hoạch Điện 8. Hiện nay, Bộ Công Thương đã đưa ra tiêu chí về kỹ thuật, tính khả thi, pháp lý, hiệu quả kinh tế để lựa chọn đề xuất các dự án nguồn điện, bảo đảm cân đối giữa nguồn và hệ thống truyền tải. Với nhóm địa phương đã đáp ứng đầy đủ hướng dẫn của Bộ Công Thương về xác định các dự án nguồn điện đúng chỉ tiêu công suất được phân bổ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đưa vào danh sách dự án trong kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, có thời gian triển khai, tiến độ, trách nhiệm cụ thể, bảo đảm đồng bộ giữa các nguồn, hiệu quả đầu tư, an ninh an toàn năng lượng. Đối với các dự án vượt công suất, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công Thương, yêu cầu các địa phương phân loại thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả kinh tế, làm phương án dự phòng khi có dự án trong danh mục gặp rủi ro, bảo đảm thực hiện quy hoạch đúng theo lộ trình. Phó Thủ tướng khẳng định quan điểm ưu tiên điện sinh khối, điện rác, điện mặt trời áp mái theo quy hoạch điện 8, các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời xuất khẩu trực tiếp
hoặc sản xuất hydro gắn với thủy điện tích năng được khuyến khích phát triển. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can còn lại gồm 41 lãnh đạo cán bộ Ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước, trong đó có bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB. Hành vi của nhóm Trương Mỹ Lan bị cáo buộc được thực hiện như một tổ chức tội phạm với quy mô rất lớn. Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân, rồi cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn 304.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can ra trước Tòa Nhân dân TP.HCM để xét xử. Tại hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023 do Ủy ban Nhân dân TP.HCM chủ trì vừa diễn ra mới đây, thành phố đã đưa ra 15 danh mục dự án cần thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh có 15 ngành công nghiệp đẩy mạnh thu hút đầu tư, mong muốn thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các nhà đầu tư từ Nhật Bản, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm, ngành sản xuất hàng điện tử, hóa dược, cơ khí chính xác, chế biến thực phẩm và đồ uống, 5 ngành công nghiệp mới là sinh học, dược phẩm, tự động hóa, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao, và 6 ngành dịch vụ hỗ trợ nhiều tiềm năng là du lịch, tài chính bảo hiểm và ngân hàng đầu tư, thương mại điện tử, y tế, vận tải và logistics, công nghệ và giáo dục. Ngoài ra, thành phố đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính của khu vực. Hiện Nhật Bản có 1.657 dự án đang hoạt động, chiếm 14% tổng số dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố, với tổng vốn đầu tư hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nhằm góp phần giúp hàng Việt có chỗ đứng vững chắc trong khu vực và trên thế giới, Bộ Khoa và Công nghệ cho biết cần nhanh chóng sửa đổi bổ sung luật chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm phù hợp với những điều kiện khắt khe của thị trường. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc sửa đổi, bổ sung luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa là cần thiết nhằm thi hành các cam kết về loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, tham gia và đang đàm phán như Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định RCEP, Hiệp định ASEAN, đồng thời rà soát sửa đổi những điều khoản, quy định có vướng mắc lớn, chưa phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Được biết, một số nội dung sửa đổi đáng chú ý liên quan đến việc hạn chế, việc chồng chéo giữa các bộ ngành trong quản lý sản phẩm hàng hóa nhóm 2, thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các quốc gia, mở rộng cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, đánh giá sự phù hợp của chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn của kiểm soát viên chất lượng. Lấy kinh tế biển làm động lực phát triển là nội dung trọng điểm trong quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các chuyên gia của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng cũng nhận định cần tập trung vào nhiều điểm để quy hoạch vùng thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội vùng. Dự thảo quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung xác định đẩy mạnh kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với tiềm năng, lợi thế của các tỉnh trong vùng. Quy hoạch cũng chia phương án phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung thành 3 tiểu vùng kinh tế, gồm tiểu vùng Bắc Trung Bộ, tiểu vùng Trung Trung Bộ, tiểu vùng Nam Trung Bộ và các hành lang kinh tế gắn liền với động lực phát triển của các tiểu vùng. Theo các chuyên gia thì việc chọn thế mạnh của các tiểu vùng, đặc biệt là lợi thế biển của vùng cần được nhìn nhận, làm rõ và khai thác thế mạnh để trở thành động lực phát triển của cả vùng. Khi nói đến biển, 2/3 là của chung, lợi thế mặt tiền hướng biển rất là dài. Và hai huyện đảo xa bờ thuộc miền Trung hết,
Cho nên khi nói đến biển Việt Nam thực ra một chút, và kinh tế biển cũng là một chút. Cái lợi thế biển rồi, có một cái đặc biệt mà tôi không thể ai nói trong thuật cảnh, đó là một cái giải cát 550 cây số từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận. Nó là một cái cảnh quan Đông Á không có cái đâu, gọi là độc nhất vô nhị Việt Nam có. Nhưng nó là yếu thế hay là thế thì ở đây không đánh giá. Nhưng tôi hình thành kinh tế vùng nó khác kinh tế tỉnh. Chúng ta lấy các tỉnh cộng lại thành vùng, cái chỗ này là cần tư vấn làm rõ. Từ là hình thành kinh tế vùng nó mới xóa đi cái tình trạng kinh tế tỉnh. Cái thứ hai đó là vùng này có 11 trên 18 khu kinh tế ven biển. Thì đến nay phải đánh giá 11 khu này có vai trò thế nào. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có vị trí, điều kiện, hạ tầng thuận lợi cho phát triển về cảng biển, cảng hàng không quốc tế. Quy hoạch vùng cũng xác định phát triển Đà Nẵng là trung tâm thương mại dịch vụ tài chính quốc tế của vùng, đầu tư xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm của tiểu vùng Bắc Trung Bộ, phát triển huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi thành trung tâm du lịch biển đảo, đặc biệt là tập trung phát triển hạ tầng thương mại theo hướng phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại các khu kinh tế ven biển. Quy hoạch vùng khi hoàn thiện sẽ là cơ sở quan trọng tạo đột phá cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng có tiềm năng phát triển sản xuất, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn ở nước ta, sáng nay, Cục Công Thương địa phương Bộ Công Thương đã tổ chức lễ tôn vinh, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 và khai mạc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tại Hà Nội. Từ 441 hồ sơ gửi đăng ký tham gia của 59 trên 63 tỉnh, thành phố, ban giám khảo, hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu công nhận 173 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia của 54 địa phương. Trong đó, nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 17 trên 70 sản phẩm, đạt 24%. Nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm có 109 trên 291 sản phẩm, đạt 37%. Nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 25 trên 36 sản phẩm, đạt 69%. Và nhóm sản phẩm khác với 22 trên 33 sản phẩm, đạt 66,7%. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chương trình đã diễn ra hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023. Điểm đặc biệt của triển lãm lần này là mô hình giới thiệu sản phẩm trên không gian ảo. Các doanh nghiệp tham dự hội chợ triển lãm sẽ được nhận diện thương hiệu sản phẩm trong showroom ảo với đa tính năng liên kết, là cơ hội để các bên kết nối giao thương hiệu quả theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B và doanh nghiệp với người tiêu dùng B2C. Thưa quý vị, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn vừa cho biết do nhà máy nước Thủ Đức thi công nâng cấp một số hạng mục, cho nên từ đêm mai ngày 16 tháng 12 đến sáng ngày 17 tháng 12 sẽ cắt nước nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy nước Thủ Đức sẽ thi công nâng cấp một số hạng mục từ 22 giờ đêm thứ Bảy ngày 16 tháng 12 đến 2 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 12, nên tạm ngưng cung cấp nước cho nhiều khu vực thuộc 13 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó, cắt nước toàn bộ các quận nội thành gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Phú Nhuận, một phần quận 6, quận 7, quận 8, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức. Khu vực nước yếu gồm khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình và một số xã của huyện Bình Chánh. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cam kết có phương án cấp nước dự phòng để bảo đảm không làm ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là các khu vực trọng yếu. Ngày hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra lệnh khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 người nằm trong đường dây hợp thức hóa xe trộm cắp thành xe mới để bán ra thị trường. Và tổng cộng có gần 4.000 chiếc xe máy đã được đường dây này bán cho khách hàng trên cả nước. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, Bùi Văn Tân, 40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến ở huyện Bình Chánh và Hóc Môn, móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận hoặc từ các trang giao vặt trên mạng xã hội. Để hợp thức hóa xe gian, xe trộm cắp, Tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một phiếu, sau đó đưa xe gian đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt tại huyện Bình Chánh. Tại đây, Tân thuê người mài đục lại số khung số máy mới, trùng khớp với số khung số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xe máy đã mua, đồng thời chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng tiến hành tân trang xe gian thành xe mới để bán với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng.
Bước đầu xác định từ năm 2021 đến năm 2023, Bùi Văn Tân đã mua 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xe máy, đồng thời đã bán ra 3.911 xe cho khách hàng nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 xe máy, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.